Ngày 6 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Mỹ Tho đang điều tra và xử lý hai nhóm thanh niên đánh nhau vì mâu thuẫn trong lúc thả diều. Theo cơ quan công an, khoảng 17 giờ ngày 3 tháng 3, tại khu vực ngã tư Hùng Vương, Ngô Quyền, thuộc phường 7, thành phố Mỹ Tho, xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành ghi nhận vụ việc ban đầu, xác định có hai nhóm thanh thiếu niên, khoảng hơn 10 người, chưa rõ lai lịch, đi trên 6 xe máy. Khi đến khu vực trên, hai nhóm đã lấy gạch đá ven đường ném nhau rồi rời khỏi hiện trường. Công an thành phố Mỹ Tho đã mời làm việc ba người. Bước đầu xác định nguyên nhân là do hai nhóm có mâu thuẫn trong lúc thả diều tại khu vực quảng trường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho. Hiện Công an thành phố Mỹ Tho đang tiếp tục xác minh, mời làm việc những người có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.